Thì bây giờ tổ chức đám cưới đi chứ nhận. Rồi rồi, đừng em hết nhiệm kỳ đi. Em gì kỳ vậy trời. Thì em hết nhiệm kỳ đi, chị thực hiện đúng lời hứa. Chị chắc không? Chị 21 tuổi rồi, chị nói chị không ai. Chị mẫu không giữ uy tín vậy trời. Trời ơi, gì mà lời nói gió bay. Mình là gì? Miss gì? Em trai. Là gì à? Hòa gì? Đó, vậy mình phải sao mọi thứ phải hòa bình thôi. Em đâu em đòi quyền lợi chứ. 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 Em đòi quyền lợi chứ